Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2019. Và vài ngày nữa thôi thì cái tháng cuối cùng của cái năm 2019 cũng hết và chuyển sang năm 2020. Hôm nay thì chúng tôi về một chiếc máy cày kéo Kubota XB1. Các bạn có thể thấy được qua video chúng tôi đang quay rất là rõ ràng. Đây là chiếc máy chạy dầu diesel, công suất của nó là 12 HP. Và đây là một chiếc máy khá là nhỏ gọn, tiện dụng, trong gia đình có thể sử dụng được. Có thể nhìn qua video các bạn sẽ không tưởng tượng được chiếc máy này thực tế ngoài đời nhìn nó to hay là nhỏ. Thì chúng tôi sẽ nhờ một bạn gái ngồi lên để các bạn có thể nhìn được rõ hơn là chiếc máy này nhỏ hay to. Đôi khi các bạn nhìn trên video ấy, các bạn không ướng được chiếc máy này như nào. Đấy, bạn gái ngồi lên em. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đời nhau. Đấy, ngồi lên máy thì nhìn nó cũng khá là vừa với cả cái máy, nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm với chiếc máy này, rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Đấy. Trang thấy ngồi lên máy vừa vặn không em? Quá vừa vặn luôn. Rồi, ok. Thôi mời bạn mẫu diễn bén ra. Không, các bác lại bảo là lấy gái review lại chết. Đây là chiếc máy cày Deluxe S Kubota XP1. Chiếc máy này thì là chạy dầu diesel 3 máy. Chiếc máy này thì chúng tôi mới về ngày hôm nay, và giá của nó thì chúng tôi cũng công khai luôn cho các bạn là 45 triệu. Chiếc này chạy động cơ dầu diesel 3 máy, và chiếc này còn nguyên zin 100% luôn. Bản chất Điện Máy Bình Sơn thì các bạn theo dõi từ trước đến giờ thì chúng tôi không chuyên về những cái máy cày kéo, cái đấy là chúng tôi chia sẻ thực. Nhưng ở bãi á, nó có những cái chiếc máy đẹp thì đôi khi mình gọi là lựa về thôi, dỉa về thôi, chứ chúng tôi cũng không chuyên về máy cày kéo. Chiếc máy này thì thật sự nó rất là đẹp. Mình là đứng trên quan điểm là người mua hàng thì chúng tôi thấy rất là đẹp và chúng tôi cũng dỉa về. Và các bạn có thể thấy được hình thức của nó còn rất là ok. Nên là đôi khi đối với những cái bên không chuyên này, các bạn lại hoàn toàn yên tâm, bởi vì là chúng tôi sẽ không có đồ đạc để cháo vào hay là để sửa, để gọi là mông má vào. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm là máy này zin 100%. Máy ở bãi về như nào thì nó y hệt như thế. Rồi chúng tôi sẽ quay chi tiết để các bạn có thể thấy được rõ hơn chiếc máy này nhá. Chiếc máy này thì là về phần đằng trước của nó thì thiết kế có cùng có đề này, ắc quy ở vị trí này này, là mát, trước này là mát nước này, đèn này, các bạn có thể đèn này, tem XB1 này, Deluxe này, động cơ dầu diesel, con này hai cầu luôn các bạn nhé, hai cầu, các bạn có thể thấy sơn trục khung số của nó còn rất là đẹp nguyên luôn. Đấy, máy đây, đây là nguyên bãi về, chúng tôi chưa thèm dọn vệ sinh gì cả, nhưng mà nếu mà dọn vệ sinh thì khẳng định với các bạn này, chiếc này quá đẹp luôn. Mikuni này. Ok. Áo sắt rất là dày dặn và chắc chắn. Vô lăng ba chấu, rất thể thao. Đây, đồng hồ báo ấy, chiếc này chạy mới được có hơn 300 giờ đây các bạn này. Hơn 364 giờ, rất là mới. Các bạn thử tính nhau, hơn 300 giờ thì nó chỉ tầm một ngày có 24 tiếng à. Các bạn chỉ chạy có hơn tháng thôi. 30 x 2, các bạn chạy có mấy chục, hơn chục ngày thôi. Hơn chục ngày, tầm 15 ngày thì các bạn thấy chiếc này có hơn 300 giờ rồi. Đây, các bạn nhìn không? 364 giờ. Rất là mới. Chạy cực kỳ ít luôn. Đây, có đây là chế độ rùa thỏ, tức chạy nhanh chạy chậm này. Đây, nó hãm ga của cái chế độ này là nó ý như là ga tay ấy. Hãm luôn ga chân này. Đấy các bạn thấy không? Đây ga chân này. Phanh này. Rồi ok. À, thông số của máy đây các bạn có thể thấy được. Tem này XB1D này. Cái máy này 12 HP các bạn thấy không? 2800 vòng phút. Đấy. Máy D7 750. XB1 rất là đẹp. Rồi, đuôi sau này, đuôi phay sới còn nguyên nha các bạn nha. Dàn phay 26 răng RKB 1000F. Các bạn thấy không? 45 triệu chiếc này rất là hợp lý ấy. RBK 1000F. Đó. Nâng hạ thủy lực, nâng hạ đuôi thủy lực. Các bạn nhìn hộp số máy này, mới nhá, sơn zin 100% nhá. Không lại bảo chúng tôi là sơn vệ sinh lại. Đây, máy chưa vệ sinh gì cả, nguyên bản nó như này. Nâng hạ thủy lực luôn. Đây, đuôi phù hợp.
đây các bạn thấy không, số này X1 đấy, đuôi của nó là RKB 1000F đó. Đây, răng phay còn rất đẹp nhé, mới tinh luôn, chưa có bị xước xác trục một tí nào cả, rất mới, chiếc này dùng rất ít. 45 triệu, quá là ổn. Xin nhan vẫn còn đèn sáng, cầu nhanh chậm. Con này chạy các bạn có thể kéo móc được. Nói chung là đối với các bạn sử dụng nông trại, trang trại, có một con này dùng rất hay nhá. Rồi sau đây chúng tôi sẽ test thử cho các bạn xem chiếc máy này vận hành như nào, để các bạn có thể nắm rõ được cái khả năng vận hành của nó, độ phay của nó như nào. Hai cầu các bạn nhé, hai cầu các bạn để lôi kéo móc trong những cái trang trại của các bạn cũng rất là phù hợp. Rồi 45 triệu, nếu các bạn muốn mua hàng vui lòng liên hệ Điện Máy Minh Sơn, số điện thoại 0961 319 345 hoặc 0974 457 099. Vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất. Đây là chiếc máy cày kéo đầu tiên mà Điện Máy Minh Sơn làm. Nếu các bạn yêu quý Điện Máy Minh Sơn có thể ủng hộ cho Điện Máy Minh Sơn bằng cách đăng ký và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video sau. Chúc bạn sau khi xem xong video này có thể lựa chọn cho mình được những chiếc máy cày kéo ưng ý. Đây là một chiếc máy hàng khá là hệ đấy. Rồi xin chào và hẹn lại. Ngon đấy.